Nguyên Khôi xin kính chào Thái Ngô, quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin chào Thái Ngô quý vị. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn nhận được rất nhiều thư. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi chỉ trích có một hai lá thư, đặc biệt là của các cháu, các bạn trẻ. Thì các cháu mỗi lần gửi thư thì cứ nói là các chú có nhận được thư của các cháu hay không, rồi còn luôn luôn bỏ thêm một câu là đừng có nêu tên với lại email của cháu ra nhé. Có một cháu một lá thư khá dài, chú chỉ đọc một đoạn thì chú cháu biết là thư của cháu nhé. Các chú ơi, cháu nghèo lắm, nếu cháu giàu thì cháu không thèm sống ở đây đâu. Xứ sở gì mà quá bất công, tham nhũng dốt nát mà làm lãnh đạo. Cháu sẽ ra nước ngoài sống, đặc biệt là ở Mỹ, ở đó có tự do, công lý, dân chủ. Chứ sống ở đây cái gì cũng có, nhưng toàn là dối trá không à hai chú ơi. Hai chú đừng có tiết lộ danh tính của cháu đấy nha. Nếu không Cộng sản bắt là cháu hết đường kiếm tiền ra nước ngoài sống. Rồi có một cái cháu nói là cháu là người trong nước sinh sau năm 75. Cháu đề nghị rằng là cháu thấy còn rất nhiều người Việt Nam trong nước hiện nay bị lầm lẫn giữa đảng và tổ quốc, dân tộc. Họ cứ tưởng rằng tất cả những cái đó là một. Thế nên cháu đề nghị hai chú mai mốt có nói đến đảng thì xin dùng bốn chữ là triều đình Cộng sản cho mọi người dễ hiểu, dễ phân biệt. Xin cảm ơn cháu rất nhiều. Và thưa quý vị, cũng có những nguồn tin quý vị gửi cho chúng tôi nhưng mà không có nguồn gốc thì chúng tôi không có sử dụng được. Và chương trình này là chương trình đọc báo Vẹm, cho nên chúng tôi chỉ là đọc báo lề phải thôi. Những cái báo mà không phải lề phải thì thưa quý vị, về vấn đề truyền thông mà. Khi mình nói những điều không hay, không tốt về chế độ Cộng sản thì người ta bảo rằng là mình xuyên tạc. Mà cái này báo rõ ràng, báo đảng và nhà nước. Và thưa quý vị, báo đảng và nhà nước khi người ta nói về những cái điều không tốt của chế độ đó thì quý vị biết là người ta cũng nói ít đi. Có nghĩa là cái điều đó nó xấu 10 thì người ta nói 1-2 thôi. Từ đó chúng ta mới suy ra. Cho nên là chúng tôi sẽ không thể nào sử dụng những cái tin mà không có nguồn gốc hoặc là những cái tin đồn. Bởi vì thứ nhất làm truyền thông đó không thể nào mà lấy tin đồn được. Ngay cả trong đời sống thường ngày cũng vậy. Những cái tin mà nghe người này nói người kia nói thì mình không có thể xem đó là, không có thể công nhận đó là một cái sự thật được. Hoàng Tuấn có một vị cao niên dạy cho Hoàng Tuấn như thế này. Trong đời sống thường ngày chứ không cần phải nói là trên hệ thống truyền thông nha. Nghe mà không kiểm chứng mà vẫn cho đó là sự thật thì mình chỉ có cái lỗ tai mà mình không có cái bộ óc. Đã rất là nguy hiểm. Cũng như có những người có lập luận là chương trình đọc báo Vẹm thì có nghĩa là chương trình này là chương trình của Vẹm. đơn giản như vậy. Bởi vì đọc báo Vẹm mà là những người đọc báo Vẹm là những người ủng hộ cho chế độ Cộng sản, những người mà thân cộng, những người đi theo Cộng sản. Thì quý vị cái đó nghe thì nghe nhưng mà cái lỗ tai nó vô trong cái đầu mình phải lọc lại nha. Rồi xin mời Nguyên Khôi. Vừa rồi thì có một bạn trẻ có nói là ở Việt Nam thì mọi thứ là đều là dối trá, phải không ạ? Đại khái là như vậy. Thì chúng tôi có bài báo này thực sự là không phải mọi thứ đều là dối trá đâu, sự thật 100%. Đây là cái bài báo của VN Express, trinh nữ Việt Nam bị giao giá 3.000 đô la. Các cô gái được giới thiệu là trinh nữ Việt Nam, ống nghèo, tạo dáng đủ mọi tư thế và giao bán dâm với mức giá 3.000 đô la một tuần trên một trang web. Trinh tiết của các cô gái Việt ngây thơ nõn nà này được giao bán trên phiên bản Singapore của mạng lưới quảng cáo quốc tế Craigslist. Theo thông tin được đăng tải, các quý ông có nhu cầu có thể tự lựa chọn cô gái nào mình thích ngay tại sân bay hoặc đặt hàng để đến một khách sạn hay địa điểm tùy chọn. Cái này là có phải tàn tích của Mỹ Ngụy không ạ? Thưa anh Hoàng Tuấn, không. Tôi phải trả lời anh dứt khoát rõ ràng. Vì, cái này là thành tích của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tôi vẫn còn nhớ mà. Chúng tôi vẫn còn nhớ là cái bài báo ở trong trang web của Nguyễn Tấn Dũng đó. Dạ vâng, thưa quý vị, thì có nói rõ là có người viết cái bài đó phải nói là tâng bốc Thủ tướng lên tới trời. Nhờ và nói là nhờ ơn Thủ tướng, nhờ Thủ tướng như thế này mà quốc tế mới biết Việt Nam là một quốc gia .. Thưa quý vị, nhờ chứ còn ngày xưa Mỹ Ngụy cũng không thấy có cái cảnh này xảy ra. Mà hình như trước thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các thủ tướng khác hình như cũng không thấy cảnh này xảy ra. Mới có đây thôi. Từ ngày mà ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên mà nhận quyền thì thấy nhiều chuyện rất đặc biệt nó xảy ra, chẳng hạn như cái chuyện này. Chưa bao giờ mà phải nói là cái nhân phẩm người phụ nữ nó bị chà đạp đến mức như thế này. Mà chưa hết, thưa quý vị, cái thể diện, cái danh dự của cái này là của cả một dân tộc. Cái này thì có nếu như vậy thì có liên quan tới đảng không anh? Bởi vì hễ mà nói đụng tới đảng đó
tới chế độ thì nó là phản bội tổ quốc, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc, phản bội dân tộc. Thì cái này thì nó có ảnh hưởng gì tới dân tộc không anh? Hay là cái gì mà tốt đẹp thì là công của đảng, còn cái này có phải công của đảng không? Cái này cũng có thể là công của đảng, tại vì nhờ đảng mà chúng ta mới có ngày hôm nay, mà mới có chuyện mà giao bán trinh tiết của gái Việt trên mạng lưới tại Singapore, có thể đặt hàng, có thể order, có thể nhận hàng từ sân bay. Thưa quý vị, cái chi tiết ở dưới nó còn kinh hoàng quá, chúng tôi không có thời giờ để đọc hết, nhưng mà đọc tôi nghĩ như vậy cũng là đủ nói được những cái điều mà cần chúng ta cùng muốn nói đã nè. Ngay cả những nước nghèo bên Phi Châu đó quý vị, chúng ta cũng chưa thấy có những cái tin kinh khủng như vậy, trong khi Việt Nam mình là đổi mới nhờ ơn của đảng bao nhiêu năm đổi mới, bây giờ nó lại tới cái tình hình như vậy. Thưa quý vị thấy là không còn cái chữ nghĩa nào để mà diễn tả không được, thế nào diễn tả được. Cái chế độ cộng sản, người ta không biết người ta đứng ra người ta lo cho đất nước, cho dân tộc, cho đồng bào như thế nào, có bị xảy ra cái tình trạng mà con gái Việt Nam mà đi rao bán như một món hàng, không có cái nhục nào bằng cái nhục này. Mà thích ở cũng không thể nói là chính phủ Việt Nam hay là cảnh sát hay là công an gì Việt Nam phải có cái biện pháp nào mà để mà đề phòng cái chuyện này tái diễn, hay là có cái thái độ hay có cái sự ngăn chặn hay ngăn chặn như thế nào, không thể nói gì cả. Thì nhiều khi cũng có mà không nói được, bởi vì nếu mà đón tại sân bay thì có bảo kê rồi đó. Đó là chuyện người sống nha. Còn ở chế độ cộng sản, người ta luôn luôn nhớ các liệt sĩ, những người để hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Như ở miền Trung đó quý vị, ngay quê hương ông Nguyễn Bá Thanh đó, tức là quê hương của chúng tôi luôn đó, là người ta thường nói tới bà mẹ Thứ, và tội nghiệp là tới 9 người con, người ta dùng chữ là hy sinh cho cách mạng, 9 người con trong một gia đình mà chết trong một cái cuộc chiến phi nghĩa. Thì nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Căn bị rút ruột 492 triệu đồng. Nghĩa trang liệt sĩ đó nha, báo pháp luật thành phố. Thanh tra đề nghị công an khởi tố vụ cố ý làm trái và tham mô tài sản, thì ai là người chịu trách nhiệm? Công trình trên có chủ đầu tư là Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau, do bà Chung Ngọc Nhãn, nguyên giám đốc sở này, làm đại diện đơn vị tư vấn quản lý dự án là Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Cà Mau do Nguyễn Trường Sơn đại diện. Thưa quý vị, người ta xây nghĩa trang để mà nhớ ơn những liệt sĩ để hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, để cho đất nước vươn lên với năm châu bốn biển, để mà cùng với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi ra biển lớn á. Mà bây giờ xây liệt sĩ mà nó cũng rút 492 triệu đồng. Thì quý vị, người sống á cũng bóc lột, mà tới người chết cũng không khỏi bị bóc lột. Thì quý vị thấy có cái chế độ nào như cái chế độ này bóc không? Bóc lột tất cả, kia là rút ruột cả của người chết nữa phải không? Rồi xin mời anh. Báo Người Lao Động. Thưa quý vị, nhiều quý vị, nhất là nhưng có một số quý vị ở hải ngoại này muốn về trong nước làm ăn, thì cái tình hình làm ăn ở trong nước như thế nào, có cái cơ hội để mà thành công hay không, thì mời quý vị nghe cái bài báo sau đây. Một tháng doanh nghiệp tiếp 17 đoàn thanh tra. Ngày 24 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã có buổi làm việc để nghe doanh nghiệp trình bày những khó khăn trong hoạt động kinh doanh sản xuất. Tiến sĩ Hoàng Mạnh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Bình Phước cho biết, thậm chí công ty chứ viết tắt không à, thương nghiệp hỗn hợp gì đó, thì quý vị, trách nhiệm hữu hạn à? Trách nhiệm hữu hạn xin lỗi, rồi TM, rồi DV, rồi XNK, tổng hợp Hùng Nhơn, chỉ trong một tháng phải tiếp đến 17 đoàn thanh tra của các ban ngành từ huyện đến tỉnh, và chỉ thanh tra đúng có một nội dung. Đặc biệt quá trình thanh tra kéo dài từ tháng 6 2011 đến tháng 5 2013 vẫn chưa xong. Như vậy là anh quên mất cái câu ca dao mới à? Sao? Và phải đọc theo, bởi vì người ta, xin lỗi quý vị, người ta chơi chữ đó. Thì phải lấy cái âm của người Bắc thì nó mới đúng cái nội dung của câu ca dao là thanh cha, thanh mẹ, thanh gì. Hễ có hễ có phong bì là nói thank you. Thế là thanh 10 trong một tháng 17 đoàn thanh tra. Như vậy thì người ta làm ăn được cái gì anh? Chẳng có làm ăn được cái gì. 17 đoàn thanh tra, mỗi lần mà đoàn thanh tra đến được tiếp là lo lắng. Một tháng có 30 ngày. Mà 17 đoàn thanh tra. Mà đến thì đâu phải là một ngày anh. Đến không phải một ngày, vâng. Mà quý vị cũng biết là có đoàn thanh tra của Việt Nam thì quý vị cũng biết là các đoàn thanh tra đến thì quý vị phải tiếp như thế nào rồi, phải không ạ? Phải làm việc như thế nào rồi. Nhưng mà xin lỗi anh á, cái điều này nó cũng có một cái lợi mà mọi người không thấy. Sao? Khi mà thanh tra một tháng mà 17 đoàn thanh tra như thế này, nó kích thích kinh tế này. Sao vậy? Cái gì chứ, sản xuất bia, rượu với lại thức ăn với lại thuốc lá là bảo đảm là bán rất là chạy. Và cái ngành quan trọng nhất đó là được cái ngành vừa nói đó là cái ngành sản xuất phong bì. Nó sẽ phát triển.
Thưa quý vị, một tháng mà 17 đoàn thanh tra mà cùng về một chuyên mục, một nội dung. Như thế là người ta làm việc kỹ. Mà thưa quý vị, mà cùng một nội dung đó mà từ tháng 6 năm 2011 cho đến bây giờ là tháng 5 năm 2013 mà vẫn chưa xong. Mới có 17 đây nè, còn nữa nè, có một tháng này. Có một tháng, 17 đoàn. Tức là có một tháng nào đó nhiều là 17, còn những lai rai đi rồi trở lại, đi rồi trở lại, đi rồi trở lại, tới lui rồi. Mà cùng một nội dung mà làm việc từ năm 2011 cho đến bây giờ vẫn chưa xong. Thì chúng tôi không biết là làm ăn thì sao có thể làm ăn và phát triển được. Thưa quý vị nhớ là hôm trước chúng tôi có đọc một lá thư của một người gửi cho chúng tôi cũng rất là chân thành. Đó là các anh đừng đánh vỗ mồm nữa, không làm gì được chế độ này đâu. Và ngay cả đế quốc Pháp rồi là thực Mỹ, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, rồi ngụy quyền Sài Gòn là cũng thua quân đội nhân dân. Thì chúng tôi nghĩ là Mỹ mà thua Việt Nam như vậy là mình rất hãnh diện phải không? Đúng rồi. Mình đánh thắng một cái đế quốc lớn mà. Nhưng mà có điều tôi thắc mắc như thế này, tập huấn về thực thi pháp luật trên biển. Ngày 13 tháng 5 tại Hải Phòng, Cục Cảnh sát Biển Việt Nam phối hợp cùng chương trình kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để tổ chức khai mạc khóa tập huấn đa phương về thực thi pháp luật trên biển, đào tạo sĩ quan lên tàu nâng cao các quốc gia, đào tạo sĩ quan lên tàu nâng cao các quốc gia vùng vịnh Thái Lan. Chúng tôi cũng biết cái tàu nâng cao là tàu gì. Khóa tập huấn gồm 24 sĩ quan của 4 quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Mã Lai Á và đại diện từ lực lượng phòng vệ biển Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tức là do bên Mỹ giúp đỡ để mà huấn luyện. Thưa quý vị, biển Việt Nam bây giờ đó thì không có hải tặc. Cái hồi xưa khi mà người Việt Nam đi vượt biên thì qua ra hải phận quốc tế là chỗ Thái Lan đó, thì bị hải tặc Thái Lan cướp. Còn bây giờ Việt Nam không có hải tặc. Mà biển Việt Nam bây giờ nó chỉ bị xáo động á, nó bị mất trật tự an ninh, mà ngư dân bị bắt, bị đánh, bị cướp á, thì quý vị biết ai rồi. chỉ có là người đàn anh Trung Quốc vĩ đại ha. Thế mà bây giờ mình lại nhờ cái thằng mà mình đuổi nó chạy. Mình đã chiến thắng vẻ vang, bây giờ mình nhờ nó về nó huấn luyện để mình chống lại người anh em của mình. Để mà kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới và huấn luyện cho sĩ quan sĩ quan về ngành hàng hải. Thì chúng tôi không nghĩ, ủa như vậy thì cái này cũng hơi khó hiểu. Mình đuổi nó đi rồi mà mình lại mang nó về thì cái này nguy hiểm. Mấy cái chỗ như thế này chúng tôi chỉ nhắc nhở thôi, nhắc nhở những sĩ quan mà đi tham dự những cái khóa này, đừng có vì cái tự hào mà trong quá khứ mà đang đi huấn luyện với Mỹ mà bảo rằng là quân đội nhân dân anh hùng đã từng đánh đổ đế quốc Mỹ, thì nó lại hiểu tiếng Việt, nó quay qua nó đạp cho một đạp lọt xuống biển. Thì mình đuổi nó đi rồi, bây giờ mình rước nó về, mình nó huấn luyện cho mình để mình giữ gìn trật tự an ninh trên biển. Mà biển của mình thì chỉ có một thằng nó quậy thôi. Chúng tôi xin phép tạm dừng chương trình ở đây và sẽ trở lại với quý vị sau một số quảng cáo thương mại.